Giới tiên tri nhận định tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 tháng 6 năm 2022 đến thời thoát khổ do nứt đố đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, con Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy mà những người tuổi Tuất đa số sống tự lập và trưởng thành sớm, họ có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, ở nguy hiểm. Về sau thì họ có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Từ vi tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy rằng tuổi Nhâm Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cần cố gắng nỗ lực chỉ một chút nữa thôi thì quý vị chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong năm 2022 nhâm dần này vẫn sẽ có cơ may phất lên như diều gặp gió. Hơn nữa, thưa quý vị còn được cục diện tăng hợp với thái tuế của năm. Nên trong năm 2022 nhâm dần này thì những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần, mà từ đó công việc vận trình sẽ được hành thông thuận lợi, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thanh thản. Để quý vị có thể nắm rõ được vận trình của mình, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 6 âm lịch, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng, hầu hết những người tuổi Nhâm Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Nhâm Tuất làm bất kỳ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh đại hải thủy, là người khiêm nhường, ham học hỏi. Họ coi trọng ý kiến của người đi trước và tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Cũng nhờ thế mà con giáp này tiến bộ rất nhanh trên con đường mình đã chọn và có được những điều mình mong muốn bằng chính sức của mình. Họ cũng là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết đặt ra những kế hoạch dài hơi có lợi cho mình. Đã làm gì, họ sẽ làm đến cùng và cũng yêu, cũng đam mê công việc của mình. Mọi chuyện họ đều làm theo kế hoạch, nhờ thế mà khả năng thành công cũng cao hơn. Với những người tuổi Nhâm Tuất, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi đổ về túi liên tục. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy tình yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua, hạnh phúc của hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng tháng hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra, làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy sự nghiệp của những người sinh năm 1982 có dấu hiệu rất tích cực, hãy tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình. Có thể bạn sẽ mang lại những tác động tích cực giúp công ty phát triển nhanh chóng và đi đúng hướng. Trong năm nay, bạn cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, dù là khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên sợ hãi hay chùn bước. Mạnh mẽ đối diện sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh chóng hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng 6 âm lịch, gia chủ Nhâm Tuất không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2022. Bản mệnh có thể gặp được những người bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng tới một mục đích chung.
Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện giá trị bản thân, được tăng lương thăng chức và số tiền bạn nhận được có thể giúp bạn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng lãng phí, nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi. Đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những việc xấu không còn thì việc tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, dù là tuổi còn trẻ, nhưng nếu không chú ý đến sức khỏe thì bạn vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp và xương khớp, dạ dày, đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Năm nay sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu thì hút thuốc và uống quá nhiều rượu cũng có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy tốt hơn hết là bạn nên cắt đứt hoặc là giảm dần giao tiếp xã hội, cùng với đó là chăm sóc cơ thể tốt hơn. Hãy xây dựng chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn để có một sức khỏe tốt nhất đối diện cũng như là giải quyết các vấn đề mà cuộc sống đem đến. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người đã có vợ có chồng về cơ bản có một mái nhà bình yên, dù đôi khi những mâu thuẫn tranh chấp vẫn có thể xảy ra. Nhưng sau mỗi lần như vậy thì đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình, sau đó sẽ có cách ứng xử phù hợp. Người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của bạn bè khác giới, và nếu có tình cảm với ai thì nên chủ động tiếp cận và giữ quan hệ, có như vậy thì mới nhanh chóng nắm được hạnh phúc trong tay. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi của năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 6 năm 2022, tức ngày 2 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 6 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 6 năm 2022, tức ngày 25 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để quý vị gia chủ chúng ta có thể tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù lâm tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1982 trong tháng 6 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình, trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh tiếp theo.